Hello các bạn, xin lỗi các bạn về cái sự bừa bộn trên cái bàn của mình nhé. Vừa đi sửa đồ khách hàng về mà bây giờ là đây đang làm dở cái này này. Thế là vừa đi nhận từ khách về một cái bo này, này của thiết bị khoa học kỹ thuật nhé. Và mình về mình đi mình sửa cái bo này là một này. Đang đi ra ngoài thì khách hàng gửi đến một cái adapter của không biết là máy chụp ảnh gì thì mình bây giờ mình đi mình làm cái này cho bạn trước, bởi vì mai bạn ấy bay vào Sài Gòn còn chưa kịp dọn bàn đây này, làm muốn làm luôn cho bạn ấy. Để bạn ấy mai bạn bay Sài Gòn. Cái bệnh của cái này thì đơn giản cực kỳ luôn này, chỉ là bạn ấy bị đứt dây thôi. Cái bo này thì nó bị một con gì nó bò vào đây và nó đánh chập chỗ này và chết con chiác này. Đấy, con chiác này sẽ cấp nguồn cho tất cả dưa le. Sau đó thì khi có lệnh đóng thì dưa le sẽ lấy luôn cái nguồn đó để đóng cho chuyển tiếp đi chỗ khác. Nhưng mà khi mà chập này này thì dưa le đóng sẵn rồi. Thì con này nó đóng luôn vào tải. Thế là chập một cái là nó nổ, nó chết ngược con chiác này. Rồi cái bo này mình sẽ sửa sau. Cái này cái cân điện tử mình lắp vào nữa là xong. Ok, bây giờ mình đi mình xử lý cái này cho bạn trước này. Bạn ấy đã tuốt dây, bạn định đấu rồi nhưng mà bạn không dám đấu. Đây nhá, để mình đọc thông số xem nào. AC DC, AC thì từ 110 đến 240 này, 5A 2,5 đến 5A. Output là 48V 5A. Y là V cộng, còn Black GLD. Đây thì cái này mình sẽ có hai cách. Một cách là có thể là mở cái này ra và đưa vào dây vào bên trong này để cho nó không còn cái đoạn đứt nữa. Còn cách thứ hai là mình sẽ nối và mình sẽ sử dụng ống co nhiệt nhé, để co lại làm sao cho khi hàn xong thì nó nhìn dây đẹp long lanh luôn. Và cái này thì mình đương nhiên là mình sẽ miễn phí cho bạn ý. Bởi vì này nó không đáng để mà tính tiền. Bởi vì nhất là cái khách hàng này đã mang đến tận nơi để sửa thì ngay cái việc của bạn ý đi lại đã là vốn quý rồi. Chính vì thế cho nên là có thể là mình sẽ không lấy tiền cái này. Bởi vì nối cái dây này nó chỉ mất một chút thời gian thôi. Vật tư thì nó cũng không đáng kể, cho nên thôi mình sẽ miễn phí cái này cho bạn ý. Đây, nhưng mà trước khi mà nối thì mình sẽ phải đo điện áp để xem có đạt không, để mình giới thiệu đưa cho bạn ý xem luôn. Bởi vì video này mình quay xong mình sẽ gửi bạn ý xem, mà tất cả các video về thiết bị của khách hàng mình sẽ quay và mình sẽ cho khách hàng xem nhé. Đây nữa này, một cái chỗ này bị đứt nữa này. À, chỗ này thì nó chỉ bị ấy thôi. Đấy, cái này mình sẽ luồn cái ống bằng co nhiệt và mình sẽ co cái đoạn này cho bạn ấy luôn này, để cho nó không bị hở dây như này luôn. Đây là chắc là cái đoạn gấp xong bắt đầu kéo căng quá, thế là không biết chỗ này nó có đứt hay không này. Nhưng mà cái dây này lõi khá to cho nên là chưa chắc nó đã đứt đâu. Này là cái bị cái gì nó nghiến vào các bạn thì nó mới đứt được, chứ không thể đứt cái này dễ dàng như thế được. Ok, để mình tạm dừng video mình đi mình làm nhá. Ở đây không biết là ra chân mấy này, 1, 2, 3 này, như rắc Canon này không biết là chân mấy này. Nào chúng ta tháo ra chúng ta xem chân mấy này. Rắc Canon này. Đằng nào mình cũng đo điện áp luôn cho bạn ý. Thường thường là chân 1, 2. Đúng rồi, chân 1, 2. Chân số 2 là chân GND, chân 1 là chân dương nhé. Ok, bây giờ mình đi mình nối nhé. Xong rồi mình cho các bạn xem sản phẩm sau cùng nhé. Đây các bạn ơi, cái ống co nhiệt này này. Tức là khi mà kho nhiệt thì nó co lại này. Và mình sẽ luồn vào đây. Mình sẽ luồn vào trong lòng ống này, luồn đến cái đoạn dây nó hở này.
cho nó đỡ bị hở dây các bạn ạ. Dây này nó rất là chất lượng. Đấy, như này. Mà mình lấy lửa mình hơ một cái. Này các bạn thấy này. Mà thôi mình chơi luôn cái máy khò này cho nó máu. Lửa hơ được thôi mà. Bật lửa lại, bật lửa khò rồi. Nhiệt độ còn... Đấy các bạn thấy không? Nó kín bưng luôn. Liền mạch luôn. Đấy, nó rất gọn gàng. Nó không hở dây nữa. Tiếp đến cái đầu này nhé. Đầu này thì mình sẽ luồn trước một đoạn khò này vào này. Cho hết màu dài luôn này. Tại sao là mình lấy chọn cái ống màu đen mà mình không chọn màu khác, là bởi vì để cho nó hợp với màu dây luôn. Nên nó không bị lộ các bạn ạ. Đấy. Đấy, và bây giờ luồn ống rồi. Và bây giờ chúng ta đi lối nhé. Cái này để mà nói với các anh em kỹ thuật thì nó là quá sơ đẳng. Nhưng mà mình quay lên để mình gọi là một phần là mình quay mình gửi cho khách. Cho nên là và đây mình sẽ nối xoắn hai cái này với nhau rồi mình chấm cho mối hàn nhé. Mối hàn chắc chắn này. Xong ở đây mình sẽ mát này, mình sẽ có thể là mình sẽ bên trong này mình sẽ quấn bằng bằng dính. Ở nếu mà ống khò vào đây thì nó có cái nhược điểm là thôi mình sẽ lấy cái ống chịu nhiệt. Bởi vì nếu mà ống khò lúc bạn đặt mỏ hàn ấy thì nó bị co lại, thành ra là nó không ấy. Thì bây giờ mình lấy ống chịu nhiệt nhé. Cái ống chịu nhiệt loại xinh xinh vừa vừa để mình tạm dừng video mình lấy nhé. Rồi đây các bạn này, ống này là ống làm bằng các cái sợi thủy tinh nhá. Mình sẽ cắt lấy một màu này. Và cái sợi lõi này sẽ phải cắt ngắn hơn cái sợi vỏ nhé. Để làm sao để khi mình lối thì cái mát này nó còn đủ tới lợi để nó hàn. Và mát xoắn với nhau càng chặt thì nó sẽ càng chắc chắn nhé. Đây, cái ống này mình luôn vào đây này. Đấy. Có thể ngắn hơn chút, không thì không có đủ chỗ để mối hàn. Nếu mà các bạn không có cái ống này, các bạn cuốn băng dính cũng được, không sao cả. Đấy, các bạn xỏ vào như này này. Đấu đầu như này này. Nhưng mà các sợi nó phải đan vào nhau nhé. Các sợi đan vào nhau này này. Đấy, đến lúc mình hàn thì nó sẽ như kiểu đổ bê tông ấy. Nếu mà để chắc chắn hơn thì các bạn có thể dùng một sợi dây đồng nhỏ. Giả dụ như sợi này này. Rất nhỏ này. Các bạn quấn vào vòng quanh như này này. Mối hàn đạt kỹ thuật nó phải thế này, này. Để mình chấm cho nó một cái cho nó dính mối hàn nào. Rồi. Xong bắt đầu bạn quấn. Quấn vào rồi. Xong rồi bạn hàn thì như đổ bê tông luôn bạn ạ. Đấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Để mà nói anh em kỹ thuật ông nào làm thế này đâu. Thì có ông sửa chữa đồ điện Dũng Ngân. Ông mới rảnh, ông mới đi, ông ngồi, ông làm như này thôi. Đấy, quấn vào này là nó không bao giờ bị sổ ra nữa. Mối hàn của bạn nó sẽ gọn và nó chắc chắn. Nào chấm lại cái nữa để cho nó khóa cái đầu này.
Rồi chúng ta đi cắt cái đầu thừa này, cái dây thừa này đi. Đó. Bây giờ để mà cho cái này nó ngấm thì đương nhiên là chúng ta phải đi tẩm nhựa thông vào. Đó, mình có nhựa thông nước ấy, nhưng mà thôi mình lấy luôn đây được, làm nóng lên là ngấm nhựa thông vào, nó ngấm hết vào trong cái làm, nó làm sạch dây các bạn này. Nhựa thông có tác dụng làm sạch dây. Ở đây mình dùng cái thước Samsung nhé, thước chất lượng một chút để nhiệt độ nóng chảy nó nhẹ, nó không như các cái thiếc khác, cái thiếc rẻ tiền ấy thì nó nhiệt độ nóng chảy nó cao lắm, thành ra là khi nhiệt độ nóng chảy nó cao ấy, thì dây này mình dễ bị hỏng. Thế nên để thiếc đấy nó ngấm vào đấy các bạn ạ, khi nhựa thông nó bám vào rồi nó ngấm rất là sâu, nó làm sạch mạch nó ngấm. Rồi. Cái lúc nó đang nóng này bạn tranh thủ kéo cái ống này vào nhé. Bởi vì nó khi mà cái nhựa thông nó nguội đi là có khi nó dính vào bạn lại lằng nhằng các bạn. Đấy. Ok kín rồi. Nhưng mà cẩn thận thì mình vẫn cho nó một vòng băng dính bên ngoài. Làm thế nó mới yên tâm các bạn. Cho một vòng băng dính điện vào, mỏng thôi, không thì ống kho cái sợ nó không vừa. Rồi. Nếu mà ngon lành nhất thì cái này mà ngon lành nhất nhé. Các bạn bện vào như này rồi này. Xong các bạn hàn tiếp này. Nếu mà để cho nó chống nhiễu tuyệt đối ấy, các bạn lấy cái tờ giấy bạc, bạc thuốc lá hoặc là cái gì nhỉ, cái màng bọc để nướng thực phẩm ấy. Các bạn quấn ngoài này, để cho cái mát nó vòng quanh, nó bọc nhiễu là đẹp nhất, nó không bị nhiễu. Đây người ta sản xuất ra, người ta đã có cái chống nhiễu này, bọc nhiễu này rồi, thành ra là nó là ngon lành nhất các bạn ạ. Ok, bây giờ mình tạm dừng video xong rồi để mình đi lấy cái bọc nhiễu để mình làm mẫu nhé. Đây các bạn này, chính là cái bọc thực phẩm bằng nhôm này này, chúng ta quấn ra ngoài cái mát này này thì gần như là hoàn toàn cái dây của họ là chuẩn như cũ nhá, tức là nó được bọc chống nhiễu. Đối với các dây tín hiệu âm thanh ấy, dây mà nó có vỏ bọc bấc ở ngoài ấy, thì các bạn cũng lên làm lối, khi các bạn lối cũng lên làm như thế này nhá. Thì nếu mà cái này mà bằng đồng thì còn tốt hơn nữa, chống nhiễu tốt hơn là nhôm. Ok, bây giờ mình đi mình luồn cái ống khò vào mình khò thôi. Ok, mình đã luồn được cái ống luồn vào như này này. Đấy, ống khò đấy. Các bạn biết vì sao mà cái ống luồn bé như này mà mình luồn vào cái chỗ to này được không? Đó là một chút bí quyết. Bí quyết sau bao nhiêu thời gian làm nghề thì mình phát hiện ra làm sao mà lại ống bé mà lại luồn vào chỗ to được. Mặc dù ống khò là người ta có kích cỡ rồi, nhưng mà đôi khi mà cái vết nối của mình nó lại to hơn cả ống khò, thì làm cách nào để có thể luôn qua được cái đầu to này mà vẫn cái ống khò kích thước như thế. Rồi, ok, đã trọn vẹn cái mối nối rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi test thử dây nhá. Vừa mới đi sửa ngoài về cho nên là
đồng hồ lấy từ cặp ra các bạn ạ. Này, trước tiên là chúng ta phải test thử xem có bị chạm chập không nhá. Nào, mình đo thẳng dây cắm luôn này. Thang nhân 10. Chạm que này. Đối với đồng hồ kim là phải lấy điểm 0. Ok các bạn, đo ấy cũng phải. Nào, một chiều nó sẽ lên là diốt. Đó, đấy là tụ bạn ạ, xả tụ của một chiều sẽ phải lên. Đó, ok. Vậy là không chập nhá. Rồi chúng ta đo để mình cái que kia mình nó bị gãy đầu cho nên là nó bị ngắn quá, mình phải chuyển cái này sang đây vậy. Đối với đo điện thì mình dùng đồng hồ số để đo điện cho nó chuẩn các bạn ạ. Đây, test thử que cả. Rồi. Nào. Điện ra là 48V. Để mình lấy cái dây nguồn nha. Lấy cái dây nguồn điện 220 này. Mình sẽ cắm qua đèn các bạn ạ. Tất cả các thiết bị đưa vào mà sửa chữa đều cắm qua đèn hết, có sự cố gì đèn nó sẽ sáng. Nào mình cắm nhá. Đấy, nó nháy rồi đấy. Mình vừa thấy nó nháy. Tưởng nó không ăn nguồn, nó ra là ăn rồi. 0,29W. Nào chúng ta xem nó bao nhiêu vôn. Vôn đẹp nha bạn nha. Ngược que này, chân số 2 là chân mát này, thì mình cắm đúng chân mát này, đẹp rồi nhá. Ok, vậy là video về lối cái dây một cái việc làm đơn giản nhưng mà sửa chữa đồ điện dụng ngân nên làm nó phức tạp lên. Ok, tiếp tục mình đi mình nắp cái bàn phím của cái cân điện tử để vào nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, xin cho mình một like nhé. Mình cũng không mong gì các bạn chia sẻ, nhưng nếu mà các bạn ưu ái mình thì cho mình xin chia sẻ thì càng tốt. Nếu mà các bạn muốn cùng đồng hành với mình trong các video về sửa chữa đồ điện nói chung và sửa chữa những cái thiết bị gia đình nói riêng, thì các bạn có hai cách: các bạn like fanpage sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên Facebook, hoặc là các bạn đăng ký kênh sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trên YouTube nhé. Chúng ta cùng đồng hành trong các video tiếp theo nhé. Và khi các bạn đăng ký kênh hoặc là xem theo dõi fanpage ấy, thì ví dụ những cái thiết bị các bạn gửi đến đây này, sửa chữa này, mình sẽ quay video từ khi bắt đầu mở bóc gói hàng đến khi mình sửa xong. Bắt bệnh như thế nào, thay những con linh kiện gì, mình sẽ quay tất cả tật luôn để cho các bạn theo dõi chi tiết là thiết bị của các bạn nó bị hỏng ở vị trí nào, nó làm sao mà nó hỏng, và mình trong khi mình sửa mình sẽ tìm ra lỗi, và khi tìm ra lỗi rồi thì mình sẽ tư vấn cho các bạn về sử dụng luôn các bạn ạ nhé. Ok, sửa chữa đồ điện Dũng Ngân trân trọng cảm ơn các bạn.